Thời điểm này dù chưa đến ngày tụ trường, nhưng không khí chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 đang trở nên trộn tràng. Toàn xã hội chuẩn bị các hoạt động tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em vững bước trên đường đến trường tại quyền Bến Lức, đảng quỹ Quỹ ban nhân dân thị trấn Bến Lức tổ chức hoạt động tiếp sức đến trường, thông qua việc tặng học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh khó khăn, con em công nhân lao động đang tạm trú trên địa bàn. Những phần quà ý nghĩa này phần nào sang sẻ gánh nặng lo toan trong năm học mới, thể hiện sự quan tâm của các cấp quỹ đảng, chính quyền và cộng đồng xã hội đối với các em. Quỹ ban nhân dân cũng phối hợp với các cái ngành đoàn thể vận động các cái mạnh thường quân, để có một cái xuất quà nho nhỏ gửi đến các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Mến Lức. Thì qua thống kê khảo sát thì hiện tại trên địa bàn thị trấn Mến Lức có 67 em có hoàn cảnh khó khăn. Thì nhân cái dịp này thì chỗ quỹ ban có tặng cho các em một xuất quà và một cái phần tiền để nhằm khích lệ tinh thần cho các em là tiếp tục đến trường. Năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, đoàn thể và nhà hậu tâm triển khai nhiều hoạt động trao suất học bổng, sách giáo khoa, dụng cụ học tập nhằm chăm lo, hỗ trợ các em học sinh đến trường. Năm nay có mấy cô chú ghé thăm con, con rất là vui. Và năm nay, năm đầu năm học mới con sẽ cố gắng học, học tốt. Trước thêm năm học 2022-2023, sự hỗ trợ của các ngành các cấp và toàn xã hội là động lực để các em phấn đấu dương lên, chăm lo học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội.